Xin chào tất cả các bạn. Bạn đang bán hàng online hoặc là thường xuyên lên mạng cần data rất lớn để có thể online cả ngày, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những gói cược rất ưu đãi của nhà mạng Vinaphone. Bạn có thể vừa gọi, vừa lên mạng và sử dụng thoải mái trong cả tháng. Về link của bài viết, link của website thì mời bạn cứ xuống phần mô tả của video clip này. Mình đã để link tại phần mô tả đó các bạn, hoặc là truy cập trực tiếp vào website vinaphonevn.com và tìm đến tiêu đề bài viết gọi Vinaphone dành cho bán hàng online, Facebook, livestream không giới hạn. Để tìm hiểu rõ hơn thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào gói cược. Vinaphone thì có rất nhiều các gói cược mà data từ 2GB, 3GB đến 4GB hoặc là không giới hạn trong dùng một tháng, một ngày. Thì các bạn cứ vào website, sau đó lựa chọn cho mình những gói cực phù hợp nhất tùy theo nhu cầu và giá tiền của từng gói để các bạn có thể đăng ký. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các gói cực tùy theo nhu cầu và tùy theo tính năng của các bạn. Đầu tiên là mình sẽ nói đến gói cực D2. Đối với gói cực này ấy, thì bạn sẽ có 2GB sử dụng trong 24 giờ với chi phí là 10.000 đồng một ngày. Đấy, nếu các bạn mà cần chi phí mà sử dụng trong thời gian ngắn ấy, thì cứ đăng ký gói D2 này mà dùng. Tiếp theo là gói DT30. Gói DT30 thì dùng trong vòng 1 tuần, mỗi ngày có 1GB các bạn ạ. Gói DT20 thì các bạn phải có 1GB và sử dụng trong vòng 7 ngày. Tiếp theo là những gói cược có ưu đãi rất lớn mà các bạn sử dụng trong 1 tháng. Đó là gói Hay. Đối với gói Hay này thì bạn sẽ được tặng là 4GB tốc độ cao. Đặc biệt là hệ tốc độ cao sẽ về tốc độ thường và không dừng truy cập, tặng thêm 100 phút gọi nội mạng, đồng thời là nghe nhạc từ ứng dụng MP3 Zing, Zalo là hoàn toàn miễn phí. Đây là một gói cược khá rẻ với chi phí là khoảng 50.000 thôi các bạn. Gói cược Mạc 70 thì các bạn sẽ nhận được là 3.8GB tốc độ cao. Giống như gói ấy thì hệ tốc độ cao sẽ về tốc độ thường và không ngừng truy cập. Tương tự như vậy thì có gói cược Mạc 100 thì sẽ có 5.8GB tốc độ cao các bạn ạ. Một gói cược được rất nhiều bạn lựa chọn bây giờ đó là gói D60G, miễn phí tới 1.500 phút gọi nội mạng, miễn phí 2GB trên một ngày, tức là 60GB trên một tháng. Khi hệ tốc độ cao thì về tốc độ thường không ngừng truy cập, miễn phí thêm là 50 phút gọi ngoài mạng, chi phí là 129.000. Một gói cược mà rất ưu đãi, tầm khoảng 150.000 một tháng, bạn sẽ có tới 4GB trên một ngày, gọi nội mạng là hoàn toàn miễn phí, 200 phút ngoài mạng, lại có thêm là 200 SMS nội mạng nữa. Đây là một gói cược quá ưu đãi, mà đa số là các bạn đều chọn gói này, vì nó vừa data lớn mà có thể gọi là thoải mái luôn. Đó là gói VD149. Ngoài ra còn có các gói cược như SM1, SM2. Thì bên cạnh việc tăng data, còn có tăng thêm các phút gọi, rồi đồng thời có thể xem ứng dụng MyTV Net để xem phim, nghe nhạc là hoàn toàn miễn phí. Với chi phí thì cũng khá là rẻ, từ 109, với SM2G thì khoảng 139.000, SM3 thì khoảng 200.000 đến một tháng. Đó. Như vậy là mình vừa liệt kê cho các bạn một loạt các gói cược mà bạn có thể đăng bán hàng online, đăng livestream ấy thì có thể đăng ký và sử dụng. Nói chung là ở đây là bao gồm cả gọi và lên mạng, đồng thời có thể xem TV, nghe nhạc là miễn phí. Rẻ theo ngày thì có gói D2 và sử dụng thoải mái thì có gói SM1, SM2. Gói Hay chẳng hạn. Về cú pháp đăng ký thì có hai cách. Các bạn cứ soạn theo tin nhắn tên gọi cược, cách DL, số điện thoại đại lý gửi 1543. Ví dụ như bạn cần đăng ký gói D60G ấy, thì soạn tin nhắn là D60G, cách DL, cách số điện thoại đại lý gửi 1543. Cách hai tiện lợi hơn rất nhiều, nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động thì chỉ cần nhấn qua nút đăng ký qua SMS là hệ thống sẽ ngay lập tức tích hợp sang mục tin nhắn và bạn cứ để nguyên như vậy gửi đi. Ví dụ như ở đây mình kích vào nút DT30 chẳng hạn, đăng ký qua SMS.
Đấy, các bạn thấy không? Đã chuyển sang dạng tin nhắn và các bạn chỉ cần để nguyên như vậy và gửi đi là các bạn đã có thể đăng ký thành công. Nhớ để nguyên như vậy nha các bạn. Ngoài các gói cước như trên thì tại website vinaphonevn.com cũng có rất nhiều các gói cước các bạn ạ. Các bạn có thể kéo xuống và có thể nhìn thấy rất nhiều gói cược đây. Các bạn có thể vào và tùy theo số tiền nhu cầu của mình và lựa chọn lấy một gói cược phù hợp nhất để đăng ký và sử dụng. Ngoài ra mà trong trường hợp các bạn có nhu cầu lớn hơn, bao gồm ưu đãi data khủng miễn phí cả năm ấy, thì có thể vào mục sim data khủng của Vinaphone để sang fanpage của bên mình. Cũng giới thiệu rất nhiều các loại sim cho các bạn. Các bạn cứ vào mà nhận sim. Ngoài ra thì tại trang chủ của website vinaphonevn.com cũng có rất nhiều các thông tin gọi cược cho các bạn, hoặc là các bạn có thể vào hơn các phần menu. Ở đây thì giới thiệu các bạn gọi cược tùy theo nhu cầu luôn đấy. Ví dụ như gọi rẻ, gọi giải trí, gọi combo, gọi data khủng, gọi ưu đãi ngay. Để lựa chọn cho mình một gọi phù hợp nhất, ví dụ như gọi data khủng đấy chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không? Có rất nhiều thông tin các gói cược cho các bạn. Các bạn cứ vào tìm các gói cược phù hợp nhất cho mình. Hoặc là có thể ra trực tiếp tại trang chủ. Bạn chỉ cần lựa chọn một gói cược và click vào nút đăng ký qua SMS, sau đó để nguyên như vậy, nhấn nút gửi đi là hệ thống sẽ ghi nhận đăng ký thành công cho các bạn. Như hồi nãy mình nói về link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn nhớ kéo xuống phần mô tả của video clip này và click vào link vinaphonevn.com để tìm hiểu rõ hơn và có thể đăng ký và sử dụng. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cách để đăng ký các gói cược mà bạn có thể thoải mái live stream online bán hàng trên các mạng xã hội. Các bạn nhớ chọn cho mình một gói cược phù hợp nhất để đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều.